chơi game online hiện giờ của các bạn trẻ. Theo như nhận định của con, sư thì sư mong là quý vị theo pháp thì hơn là theo mình ha. Khi mình chơi game thì là khi mình hưởng dục lạc qua các giác quan và tâm tham sân si liên tục được ảnh hưởng. Theo như những lần sư giảng thì những người biểu diễn làm ra các tác phẩm nghệ thuật thì những người đó vẫn còn tham sân si, nếu có tà kiến sẽ đọa địa ngục hoặc là ngạ quỷ súc sanh nếu có tin vào nhân quả. Trong trường hợp này, người làm ra game tác phẩm giải trí theo như lời giảng của sư không biết có bị đọa vào địa ngục thị tiếu hay không. Xin cảm ơn sư. Không biết là cái bạn này thì có thù hằn gì với mình game không thì sư không biết nha. Sư thì sư báo trước sư không có thù hằn gì hết ha. Nói như vậy, muốn mà mình vào địa ngục hỷ tiếu thì mình phải có cái tà kiến tương ứng, chứ không phải là địa ngục hỷ tiếu thì mình muốn vào là mình vào. Nhưng mà sư vẫn phải nói một cái nhìn nó khách quan là đừng có vì cái chuyện là mình ghét mà mình cái nhìn của mình thiên lệch. Bởi vì sư chỉ nói về game thôi, thì theo sư biết thì game nó cũng có rất là nhiều những thể loại. Ví dụ như cái thể loại game mô phỏng như là mô phỏng nấu ăn nè, mô phỏng bán hàng, mô phỏng quản lý nè, thậm chí mô phỏng khám chữa bệnh nữa. Sư biết hình như là bây giờ nó phát triển cái công nghệ là thực tế ảo, nó mô phỏng cái game để người ta phẫu thuật cũng có. Rồi có những cái game là thiên về giải đố, cho nên là sư rất là ngần ngại khi mà mình nói mà mang cái thái độ quy chụp như vậy thì sư rất là ngại. Tuy nhiên có những cái game mà mình làm tăng trưởng cái lòng tham của người ta, làm tăng trưởng cái lòng sân của người ta, thì đúng là nó sẽ tạo những cái nghiệp bất thiện. Thì đó là điều không có nên. Như sư nói đó, tất cả các cái loại hình giải trí bây giờ thì nó chủ yếu là làm người ta tăng trưởng tâm tham hoặc tâm sân thôi. Sư nói nó kỳ, chứ ngay cả cái chuyện mà mình sản xuất mỹ phẩm rồi sản xuất thời trang thì nó cũng làm người ta tăng trưởng tâm tham. Thì điều quan trọng ở đây là gì? Không phải là mình chỉ nhằm vào một cái ngành nghề cụ thể nào, mà mình nói chung là hãy cẩn trọng với những sản phẩm mà mình làm ra để tránh nó làm người khác tăng trưởng tâm tham và làm người khác tăng trưởng tâm sân, cũng như làm người khác tăng trưởng tâm si. Đó mới là điều quan trọng. Bởi vì khi mà mình thích hoặc là ghét một cái ngành nghề nào đó thì mình rất dễ chỉ nhằm vào mỗi ngành nghề đó thôi, mà mình không nhìn một cái khung cảnh rộng lớn hơn. Rồi từ đó đó mình cứ nhìn chằm chằm vào một cái, thì theo sư đó là một thái độ thiên lệch và không có nên. Thì không biết là Đại Đức Tuệ Tương có thù hằn gì với cái game này không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, nó thật là khi mà Đức hiện tại phân tích về khía cạnh game, nó thật là sư vừa hoan hỷ mà vừa nó thật sự là cũng nể nữa. Có nghĩa là đúng là cái vấn đề mà Đại Đức hiện tại nói là sư thật sự sư không nghĩ tới luôn. Nghĩa là đúng, thật sự là có những, phải hiểu là nó về game á, có những khía cạnh game mà Đức Thành Tài nói là sư không nghĩ tới luôn đó. Mà sư rất là đồng ý, rất là hoan hỷ, rất nể về khía cạnh phân tích câu hỏi rất khéo léo đó. Là gì? Là đúng là có những cái game mà mô phỏng về nói chung mình về khám chữa bệnh hay những cái việc mà nó làm nó đóng góp cho xã hội, thì bị đóng góp cho sự cái lợi ích đây là về cái sức khỏe đi ha, mình gọi là sức khỏe đi, đúng không? Hay thậm chí bây giờ thí dụ mai này có một cái vị Phật tử đó biết lập trình thì mới sáng tạo ra một cái game mà chạy được trên app điện thoại di động luôn, là cái game đó về giải đố về Phật pháp, đúng
vấn đáp về Phật pháp. Ví dụ đưa ra đáp án là A, B, C, D đó, chọn đúng. Đó. Thậm chí là người nào mà đáp án giải đúng được nhiều được phần thưởng đó vậy đó. Thì mình nghĩ đây, nếu mà mình nhìn nhìn mà cái câu hỏi này thật sự là cái câu hỏi này nếu mà không khéo nha, nếu thật sự là không biết, nếu mà già cái vị giảng sư á, cái vị pháp sư mà cũng không khéo mà trả là không khéo mà nhìn nhận câu hỏi này rất dễ rơi vào cực đoan, nhìn nhận game về thiên về cái cạnh tiêu cực. Cho nên là cái gì cũng vậy quý vị, cái gì nói về cái pháp thế gian nó đều có cái hai khía cạnh tiêu cực lẫn tích cực. Và khía cạnh chỉ nằm ở mức thế gian thôi, và khía cạnh nằm ở mức mà xuất thế gian, khía cạnh thiện và bất thiện. Thì nãy sư cũng có đưa ví dụ cho quý vị đó, ví dụ về một người Phật tử mà sáng tạo ra một cái game về Phật pháp, đối với Phật pháp, quý vị nghĩ đi, thì cái bản thân của cái người này, cái vị mà tạo ra cái game về Phật pháp này nè, là phước báo đúng không, phước báo của tăng tử vị trí tuệ, mà lại là đem cái nguồn cảm hứng, cái phước báo lan tỏa đến cho những người khác cái gì đó. Đó là cái sư phân tích cái cạnh tích cực. Rồi cái cạnh mà về tiêu cực thì nó quá rõ ràng, thưa vị, sư sẽ không có nó để đức hành tài cũng có nó rõ rõ nói rõ trong cái hình như sư nhớ một cái câu hỏi rồi đó, có một cái câu hỏi về cái cạnh game này, cái cạnh tiêu cực á, tiêu cực thì nó quá rõ ràng rồi, cho nên là nếu mà nói ở đây thì nó cũng mất hay, thậm chí cũng nhiều khi sợ lại một số vị là cắt ghép nói là quý sư là lại nói là cái game sao nó tiêu cực quá, làm hại người ta rồi, rồi bị này bị kia rồi đọa này đọa kia đó. Nó cũng nên là cái cạnh tiêu cực đi, sư sẽ không có bàn tới, nhưng mà cơ bản là như vậy. Khi một tờ giấy trắng, thưa vị, một tờ giấy trắng nó dính một cái vết mực đen, thì nếu mà mình có cái nhìn đó, mình có là người Phật tử, mình có học pháp, mình có hành pháp, thì mình luôn hướng tâm nhìn đến cái tích cực hơn. Không. Chứ mình đừng một tờ giấy trắng đi, một tờ giấy trắng lớn mà chỉ có một điểm mực thôi, mà mình cứ xăm sâu vô cái mực đó, mình phủ nhận hết cái toàn bộ cái khoảng trắng của tờ giấy trắng, nó quá nhiều đi. Không. Thì cái đó nó được đoan, mà thậm chí đó là cái phiền não của chính mình. Điều quan trọng nhất là khi mình nhìn cái cạnh nào, mình phải nhìn nhìn thậm chí nhìn đa diện luôn. Không. Rồi mình suy xét về cái cạnh Phật pháp, về cái cạnh thế gian, để mình đưa ra một cái nhìn đúng đắn nhất. Mà cơ bản là cho dù thế gian phi pháp, nhưng mà nội tâm mình luôn luôn hướng đến thiện pháp, đó là cái điều quan trọng. Sư cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Dạ vâng. Thì quý vị thấy là cái thế gian này nó có những cái chế định, rồi từ đó chúng sanh làm thiện làm ác mà mình không ý thức được là mình đang làm ác hay làm thiện. Cho nên là sư vẫn luôn mong là chúng ta hãy ráng nỗ lực tu tập để đi đến sự thoát khỏi những cái vòng sanh tử luân hồi ha. Và chắc có lẽ là còn đủ thời gian để qua cái câu hỏi tiếp theo.